Sao rồi nhái sao rồi? Dạ cũng ổn rồi. Thế gì nữa, ngán quá, ăn vô bao nhiêu ói là hết trơn à, cho nên bây giờ cơ thể nó mới bị suy nhược, nó mới bị xỉu đó. Ủa sao con không ở chỗ với nó? Dạ tí má vợ con mới vô nên kêu con về. Ủa bác sĩ ta nói chừng nào cho xuất viện? Chắc cũng vài bữa nữa đó. Bây giờ tôi vô tôi chuẩn bị mấy bộ đồ rồi tôi đi vô liền với nó chóng vô kịp. Ừ. Cũng lỗi tại con, vợ con bị ốm ngán không ăn uống được gì mà con lại bỏ bê vợ con không chăm sóc. Bây giờ ba ruộng vườn đó tạm thời mướn người ta làm đi, rồi lo chăm sóc cho vợ con đi. Dạ con cũng có tính như thế, giờ con chủ yếu tập trung lo cho vợ con thôi. Công việc thì nó cũng quan trọng nhưng mà vợ con thì nó quan trọng hơn. Dạ. Phụ nữ thời gian mang thai đó mình phải càng chú trọng, phải chăm sóc cho nó nhiều hơn để người ta khỏi cái tủi lòng. Dạ. Mẹ vui vẻ thì sinh con ra nó mới khỏe. Vợ chồng cần với nhau cả đời, làm cái gì thì làm, chăm sóc cho vợ được ngày nào thì cứ chăm sóc. Dạ. Bây giờ con chỉ mong sao cho vợ con mau xuất viện rồi khỏe lại để ăn uống để có sức. Má con hồi xưa có bầu, tía làm trâu làm ngựa, miễn bà vui là tía thấy vui rồi. Mỗi lần mà cho má con ăn, bà ăn được á, tía thấy nó sướng trong lòng. Đừng để sau này ân hận không kịp nha con. Dạ biết rồi tía. Nè xong rồi này bái con. Dạ. Đi liền con. Dạ thưa tía đi. Tôi đi nghe ông. Coi ở chổng ngủ chổng với nó luôn đi. Biết rồi.